Kính chào các gia đình đến với chương trình 120 giây kết nối cùng Phương Châu. Hôm nay bác sĩ Mẫn sẽ chia sẻ với các anh chị một số cách để có thể dạy bé tự ngủ ngon ngay từ giai đoạn sơ sinh. Chúng ta làm cách nào để cho bé mình có được cái đồng hồ sinh học nhanh nhất và có một giấc ngủ lành mạnh nhất? Đầu tiên là chúng ta có thể dạy cho bé được phân biệt được ngày và đêm. Nhưng mà mới sinh ra vài ngày thì chắc chắn là bé nó không biết được ngày và đêm đâu các anh chị. Khoảng 2 tuần chúng ta bắt đầu dạy bé biết được ngày và đêm. Ngày, ban ngày thì chúng ta để cho bé nó ngủ cái phòng có đầy đủ ánh sáng. Và khi mà bé thức, bé thay tã hoặc là bé nó bú thì mẹ sẽ trò chuyện với con, sẽ nói chuyện với con, mình chơi giỡn với con. Nhưng mà một số bé bú khoảng 3 đến 5 phút thì ngủ, thì mình sẽ đánh thức bé dậy. Mà cách nào thì mình có thể massage cái chân cho con, khều khều cái chân con chút xíu để cho bé mình nó tỉnh dậy, nó bú tiếp. Trung bình một cử bú từ 15 đến 20 phút. Và cái không gian buổi sáng không cần phải để cho nó im phăng phắc đâu các anh chị. Chúng ta có thể để cho bé nghe tiếng điện thoại, tiếng máy giặt, tiếng tivi để cho bé thích nghi dần. Nhưng mà ngược lại, ban đêm thì chúng ta nên tắt đèn để cho bé, trả cho bé một không gian yên lặng để cho bé ngủ. Khi mà bé nó cử bú ban đêm thì mình cũng hạn chế nói chuyện với, tâm sự với con nhiều, cũng hạn chế chơi giỡn với con. Thứ hai là tạo cho bé một cái thói quen ngủ lành mạnh. Cái cách mà chúng ta cho bé ngủ ở 8 tuần đầu sau sinh là rất là quan trọng để cho bé nó hình thành thói quen ngủ sau này. Nếu chúng ta để cho bé cái bỏng đu đưa, cái nôi lắc đu đưa hoặc là ẩm trên tay mình rung thì bé nó sẽ có thói quen là phải rung nó mới ngủ được. Đi đâu mà không có cái bỏng, không có cái nôi đung đưa là bé nó không ngủ được. Hoặc là chúng ta đang ẩm bé mà thấy bé nó sắp ngủ thì chúng ta sẽ để bé xuống cái giường hoặc là cái nôi để cho bé nó ngủ. Chúng ta đừng nên để cho bé ngủ trên tay mình thì bé sẽ tạo được cái thói quen là ngủ ẩm mới chịu ngủ. Và khi mình bé mình để xuống giường là thức dậy liền, rất là khó ha. Chúng ta có thể tạo cho bé một thủ tục, có thói quen trước khi đi ngủ. Mẹ có thể hát ru cho con, có thể vỗ mông con vài cái, có thể vuốt ve con để cho con dễ vào giấc ngủ hơn. Và khi mà con giật mình nửa đêm thì mẹ có thể làm ra những hành động đó để con biết là mẹ muốn cho mình ngủ nữa nè, thì bé nó sẽ dễ dàng quay lại giấc ngủ hơn. Đó là những cái chia sẻ của bác sĩ về một số cách để cho bé có thể dạy cho bé tự ngủ ngon. Nếu mà ba mẹ thấy cái clip này hữu ích thì có thể là chia sẻ đến các ba mẹ khác, hoặc có thể bình luận ở phía dưới những kinh nghiệm của mình hoặc là những cái khó khăn của mình khi chăm sóc nuôi dạy bé, để bác sĩ có thể hiểu hơn về chúng ta hơn. Hẹn gặp lại các ba mẹ vào chương trình 120 giây kết nối cùng Phương Châu vào tuần sau.